Ô tô xả khói, màu trắng báo hiệu điều gì? Bất kỳ sự thay đổi nào về màu khói xe thì chắc chắn là dấu hiệu cho thấy xế yêu của bạn đang có vấn đề. Theo ô tô com vn mức độ nghiêm trọng của vấn đề tùy thuộc vào loại khói, vấn đề có thể do sự ngưng tụ hoặc cũng có thể là không do bất kỳ tác động rõ ràng nào, nhưng người lái xe cần biết khi xe có khói trắng có nghĩa là gì? Và cần có biện pháp ứng phó nào không? Khí thải có, màu trắng báo hiệu điều gì? Những cuộn khói trắng thoát ra từ ống xả xe ô tô, nếu là khói mỏng thường không phải là một vấn đề đáng lo ngại thực sự, đó chẳng qua là sự tích tụ này đơn giản chỉ là khói đang tìm cách thoát ra khỏi đường ống xả, xong, nếu lượng khói dày đặc xả ra trong thời gian kéo dài có thể là một trục trặc hoàn toàn khác. Bơm nhiên liệu bị vỡ. Nếu xe dùng dầu diesel có nhiều khói trắng bay ra khi khởi động thì điều này có nghĩa rằng kim bơm nhiên liệu đã dừng hoạt động. Theo kinh nghiệm chăm sóc và bảo dưỡng xe ô tô, kiểm tra bơm nhiêu liệu hoặc tự thay nó là điều không khuyến khích chủ xe làm. Vì công này yêu cầu nhiều kỹ năng, mà người không chuyên chớ nên thực hiện vì dễ gây hư hỏng và tai nạn, thay vào đó nên đem xe cho thợ máy kiểm tra. Do gì chất làm mát? Một trường hợp khiến xe có khói, màu trắng là do dò dỉ chất làm mát, biểu hiện rõ nét là khói. Màu trắng xuất hiện kéo dài lúc xe đang chạy nhưng lại không có, màu trắng như lúc mới khởi động nguyên nhân là do chất làm mát bị đốt cháy mà bằng cách nào đó đã bị pha trộn hoặc khi xe ô tô thiếu chất làm mát thì chiếc xe có thể bị nóng lên và thải ra khói trắng nếu vậy có hiểu biết về nhiệt độ xe ô tô cũng rất quan trọng đừng lái xe khi nó không có đủ chất làm mát vì điều này có thể gây ra những hậu quả khác nghiêm trọng hơn vấn đề từ các bộ phận khác đôi khi hiện tượng khói trắng từ ống xả có thể là biểu hiện của những vấn đề phức tạp tốn kém và ảnh hưởng rộng đến cả xe khi đầu xi si lanh miếng đệm đầu và lọc nhiên liệu bị hỏng, hoạt động cơ bị tắc hoặc nứt thì sẽ tạo ra một lượng khói trắng lớn thoát ra ống xả, thay thế những bộ phận này đều rất đắt tốn kém. Vấn đề của rắc rối trên đó là người dùng không được lưỡng lự hoặc cố gắng dùng xe, thời gian trôi qua chúng sẽ biến dạng nghiêm trọng hơn và chi phí sửa chữa cũng vì thế tăng lên, bảo trì thường xuyên giúp bạn tìm ra vấn đề sớm nhất có thể. và tiết kiệm cho bạn một khoản tiền đáng kể. Cách giải quyết vấn đề khói trắng từ ống xả. Theo luôn com để giải quyết vấn đề khói trắng từ ống xả, bên cạnh việc đem đến cửa hàng bảo dưỡng, để sửa thì chính chủ xe cũng có thể tự thực hiện ở nhà nếu đủ tự tin. Bước 1, kiểm tra miếng đệm, bên trong xe có một miếng đệm bịt kín ống hút tới phần đầu. Những phần này có vai trò phân phối hỗn hợp đốt cùng với truyền chất làm mát đến cổng nạp riêng, biệt, những cổng này sẽ được đặt trong các đầu xi lanh. Người dùng phải hiểu điều này, nếu nó bị hỏng, chất làm mát sẽ lọt vào cổng và buồng đốt gây ra khói trắng khi lái xe. Để giải quyết vấn đề này, người bảo dưỡng phải tháo ống hút khí nạp và kiểm tra miếng đệm đầu, vào, nếu có bất kỳ dò gì hay gì xét thì, đã biết đến đâu, để sửa chữa rồi đó, còn, nếu nó ổn, thì, sẽ chuyển sáng bước 2. Bước 2. Kiểm tra kỹ hơn phần miếng đệm đầu. Hãy nhớ, rằng chỉ thực hiện bước này, nếu như doang miếng đệm, vẫn còn tốt, sau đó, sẽ kiểm tra miếng đệm đầu. Đây là một bộ phận của chiếc xe dùng để bịt kín phần đầu xi lanh nhằm ngăn chặn chất làm mắt đi vào trong ống xi lanh một sự dò dỉ hay hỏng hóc đối với bộ phận này sẽ tạo cơ hội cho chất làm mắt đi vào buồng đốt và cuối cùng gây ra hiện tượng khói trắng từ ống xả nếu bộ phận này vẫn còn ổn thì hãy kiểm tra xi lanh bước 3. kiểm tra vết nứt trên xi lanh tương tự như phần đệm miệng đầu xi lanh cũng có thể bị nứt và dò dỉ chất lỏng song điều này tệ hơn việc hư hỏng bộ đệm do quy trình thay thế sẽ tốn kém và khó khăn hơn bình luận của bạn được đánh giá rất cao hãy viết ở dưới video nhé trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại